Mến chào tất cả quý vị đến với kênh Thầy Thắng Công Chức. Xin mời quý vị cùng chương trình khám phá nội dung sau đây. Quý vị thân mến, mới đây, biên đội tàu 987 của Hải quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc do Đại tá Lý Bác làm chỉ huy, gồm 3 tàu chiến là tàu khu trục 174, tàu đổ bộ 987 và tàu đổ bộ 985 đã cập cảng quốc tế Cam Ranh của Việt Nam. Chính thức bắt đầu chuyến thăm xã giao tỉnh Khánh Hòa lần này, không chỉ một mà có tới 3 tàu chiến của Trung Quốc cập cảng quốc tế Cam Ranh. Hơn nữa, tình hình Biển Đông hiện nay đang vô cùng nhạy cảm, thế nên việc giao lưu quân sự giữa Trung Quốc và Việt Nam không tránh khỏi bị soi mói. Những nhà quan sát ở Trung Quốc cho rằng hành động lần này là có ý đồ đằng sau. Tờ Tencent của Hoa Lục đã có một bài phân tích mục đích thực sự của chính quyền khi cử tới 3 tàu chiến thăm Việt Nam. Bài viết có tựa đề 3 tàu hải quân Trung Quốc xuất hiện ở Việt Nam với hai mục đích lớn then chốt. Vậy cụ thể bài viết này nói gì? Nếu quý vị có trùng thắc mắc, hãy cùng chúng tôi phân tích bài viết này để xem động thái trên của Trung Quốc có thực sự mang ý đồ xấu hay không nhé. Trước khi vào nội dung chính, quý vị hãy hào phóng tặng cho đội ngũ chương trình một nút thích ngay bên dưới video quý vị nhé. Những nút thích và bình luận của quý vị giống như một món quà vô giá để cổ vũ tinh thần làm việc của đội ngũ chương trình. Một lần nữa xin cảm ơn tình cảm của quý vị. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng đón xem. Đầu tiên, nghe thử ý kiến của các nhà quan sát. Trước bài viết cho rằng, sau khi kết thúc cuộc diễn tập Liên hợp Hòa bình Đoàn kết 2024, Hải quân Trung Quốc đã cử một chi đội vào Vịnh Cam Ranh của Việt Nam. Hành động này chủ yếu là có hai mục đích. Một là để nghỉ ngơi, tiếp tế. Và hai là thực hiện một số hoạt động giao lưu với Hải quân Việt Nam. Được biết, trong chi đội tàu Trung Quốc, không chỉ có tàu khu trục tên lửa lớp 052D thuộc tàu chiến khủng, mà còn có hai tàu đổ bộ lớp 071 với lượng giãn nước hàng chục ngàn tấn. Đồng thời, Hải quân Việt Nam đã cử tàu tiên tiến nhất của họ là tàu hộ vệ tên lửa Quang Trung ra ngoài cảng 30 hải lý để nghênh tiếp và cuối cùng dẫn các tàu Trung Quốc vào vịnh để thể hiện sự coi trọng của Hải quân hai bên với hoạt động giao lưu quân sự lần này. Có phân tích nói rằng chuyến thăm này của Hải quân Trung Quốc rất có thể là việc đã được hai nước chuẩn bị từ lâu, mục đích là để tăng cường lòng tin giữa hai quốc gia láng giềng. Nhưng vẫn có một số người cho rằng hành động lần này của quân đội Trung Quốc là một cảnh báo đối với Việt Nam. Vậy theo quý vị, Việt Nam nên tiếp tục giữ cân bằng giữa các cường quốc hay chọn rõ một bên trong xung đột Biển Đông? Lựa chọn nào sẽ mang lại lợi ích dài hạn hơn? Quý vị đừng ngần ngại chia sẻ ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé! Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã cố gắng duy trì một sự cân bằng mong manh giữa Trung Quốc và Mỹ. Hiện nay, họ lại liên tục tiếp xúc với chính phủ Philippines và có hành động về vấn đề Biển Đông. Điều này có thể sẽ khiến cho tình hình hiện tại trở nên phức tạp hơn. Gần đây, Việt Nam và Philippines đã ký một ý định thư mới và xác định nội trong năm nay sẽ ký một thỏa thuận hợp tác quân sự chính thức. Việt Nam cũng là một bên liên quan trong vấn đề Biển Đông. Trong khi Trung Quốc đang tập trung đáp trả các hành động khiêu khích của Philippines, không loại trừ khả năng các vấn đề khác sẽ nảy sinh. Trong trường hợp này, sự xuất hiện của tàu Hải quân Trung Quốc ở Cam Ranh như là một sự nhắc nhở vô hình. Nói tóm lại, vấn đề Biển Đông là một chủ đề không thể né tránh trong quan hệ Trung Việt. Trung Quốc hy vọng thông qua tăng cường hợp tác sâu sắc giữa hai nước để làm cơ sở cho việc giải quyết ổn thỏa mọi vấn đề, nhưng cũng sẽ không cho phép các hành động quá khích tạo thành phiền phức không cần thiết. Theo góc nhìn của nhiều nhà phân tích, biên đội tàu Trung Quốc thăm Việt Nam có thể chỉ là một bước đi trong kế hoạch của Trung Quốc nhằm giăng ra một cái lưới lớn cho Philippines. Gần đây, quân đội Trung Quốc đã tập trận chung với Hải quân Singapore và mời tàu của Hải quân Indonesia đến Thượng Hải thăm viếng hữu nghị. Những hoạt động giao lưu quân sự liên tiếp đó có thể gọi là rất ít thấy và ngoài ra còn có tin tức nói rằng Trung Quốc đang tăng cường hợp tác quân sự với các nước ASEAN như là Campuchia, Singapore, Việt Nam và Indonesia. Quân đội Trung Quốc có thể muốn thông qua những hành động này để gióng lên một hồi chuông cảnh báo Philippines, khiến cho chính phủ Marcos từ bỏ sách lược ngả về phía Mỹ. Philippines bị ám ảnh bởi việc khiêu khích của Trung Quốc ở Biển Đông. Nguyên nhân là vì họ cảm thấy rằng mình được Mỹ chống lưng, có thể dựa vào Mỹ để thay đổi cục diện. Nhưng trên thực tế, quân đội Mỹ chính là không sẵn sàng đối đầu với Trung Quốc nên mới không ngừng đem các nước khác ra làm quân cờ, với ý đồ dùng đó để làm suy yếu thực lực của Trung Quốc. Hành động của giải phóng quân Trung Quốc không nghi ngờ gì chính là cảnh báo các nước bên ngoài một sự thật rằng các nước sẵn sàng hợp tác thì chúng tôi hoan nghênh, nhưng nếu muốn khuấy động rắc rối thì Trung Quốc cũng có cách để đối phó.
Đó là toàn bộ bài viết trên trang Tencent. Phân tích mục đích và ý đồ của quân đội Trung Quốc trong khi cử 3 tàu chiến lớn đến thăm cảng Cam Ranh. Trên mạng xã hội Việt Nam cũng có không ít những ý kiến cho rằng tại sao nước ta lại cho 3 tàu chiến của Trung Quốc cập cảng dễ dàng như vậy? Lỡ lộ bí mật quân sự hay là Trung Quốc thả cái gì vào vịnh với ý đồ xấu thì sao? Xin thưa với quý vị, cũng như những nhà quan sát overthinking của Trung Quốc rằng 3 tàu của Trung Quốc vào cảng quốc tế Cam Ranh chứ không phải là cảng quân sự Cam Ranh đâu ạ. Và đây là hai khu vực hoàn toàn khác nhau mà quý vị cần phải hiểu rõ. Cảng quân sự Cam Ranh là căn cứ quân sự của Hải quân Nhân dân Việt Nam, nơi neo đậu trực chiến của các tàu ngầm, tàu chiến đấu mặt nước, tàu hàng, tàu khách, thủy cơ, và đây cũng là nơi đóng quân của Lữ đoàn Tàu ngầm 189, là đơn vị duy nhất thuộc binh chủng tàu ngầm quân đội Nhân dân Việt Nam. Nếu như ta tiếp đón tàu Trung Quốc ở đây, thì việc mà mọi người lo này lo kia là mình còn hiểu được. Tuy nhiên, thực tế là tàu Trung Quốc đã cập cảng quốc tế Cam Ranh, và đây là nơi đã được Việt Nam xây dựng để làm cảng dịch vụ tổng hợp, đảm bảo phục vụ các lực lượng và cung cấp dịch vụ hàng hải cho các tàu dân sự, quân sự của các quốc gia trên thế giới. Vậy Cam Ranh có gì đặc biệt mà các cường quốc như Mỹ, Nga và Trung Quốc đều muốn sử dụng? Quý vị hãy dừng lại ít phút để chia sẻ hiểu biết của mình xuống bên dưới phần bình luận nhé. Cảng quốc tế Cam Ranh chính là cách mà Việt Nam chúng ta sử dụng để cân bằng lợi ích các nước lớn suốt bấy lâu nay. Như nhiều người đã biết, Mỹ, Nga và cả Trung Quốc nữa đều muốn thuê lại cảng Cam Ranh của Việt Nam, một cảng có vị trí chiến lược được xem là đẹp nhất thế giới. Với chính sách cân bằng, ta không thể cho bất kỳ quốc gia nào thuê lại Cam Ranh sau khi mà Liên Xô rời đi. Bởi vậy, năm 2016 thì cảng quốc tế Cam Ranh đã được Việt Nam hoàn thành, nằm cách biệt hoàn toàn với căn cứ hải quân của ta ở vịnh Cam Ranh. Và cảng quốc tế Cam Ranh ra đời với nhiệm vụ là đón tiếp các tàu quân sự, tàu khách quốc tế, cung cấp dịch vụ hàng hải tại căn cứ quân sự Cam Ranh. Cảng này mở cửa hoan nghênh tất cả các đối tác quốc tế ghé thăm và sử dụng dịch vụ, kể cả đó là Mỹ, Trung, Nga, Nhật hay bất kỳ ai. Và sau khi sử dụng các cơ sở hậu cần và trải nghiệm dịch vụ ở đây, các nước sẽ trả tiền song phẳng trên cơ sở thương mại, chứ không có cho không. Và bằng việc cho tàu của tất cả các nước cập cảng quốc tế Cam Ranh, thì Việt Nam một mặt đã khẳng định chủ quyền của mình. Mặt khác, đã đổi mới cách tiếp cận đa phương hóa trong việc sử dụng cảng quốc tế Cam Ranh và bảo vệ quyền tự do hàng hải trên Biển Đông. Cảng quốc tế Cam Ranh hiện đã trở thành trung tâm cảng dịch vụ hàng hải, nghỉ dưỡng, hậu cần kỹ thuật chất lượng cao trong khu vực. Và đến nay, đã có nhiều tàu chiến lớn của Mỹ, Nhật, Nga, Úc, Ấn Độ, v.v. ghé thăm cảng quốc tế này. Thậm chí, có cả tàu sân bay và lần nào thì họ cũng được tiếp đón nồng hậu bởi phía nước ta. Thế nên, việc đội tàu Trung Quốc đến đây thăm viếng, giao lưu cảng quốc tế Cam Ranh cũng là điều hết sức bình thường. Không cần phải quá lo ngại với những ai đang lo sẽ lộ bí mật nọ kia, thì nói rõ luôn là Việt Nam đâu có ngu mà dễ dàng phơi bày ra cho kẻ khác ngắm. Và nếu như Việt Nam dễ dàng bị nắm thóp như vậy, thì liệu chúng ta có giữ vững được chủ quyền tới tận bây giờ và xây dựng đất nước phát triển như ngày hôm nay không? Tiếp theo, không cần phải biết ý đồ đằng sau của Trung Quốc là gì như đã trình bày, chỉ cần biết rằng họ đã được ta cho phép vào vịnh. Chuyến thăm này nhằm tăng cường quan hệ hợp tác, hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa hải quân hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam-Trung Quốc thời gian tới. Trong thời gian thăm tỉnh Khánh Hòa, chỉ huy biên đội tàu 987 sẽ đến chào xã giao lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Nhóm sĩ quan và thủy thủ đoàn sẽ giao hữu thể thao với cán bộ, chiến sĩ Vùng 4 Hải quân và tham gia một số hoạt động trao đổi chuyên môn với các đơn vị chức năng của Bộ Quốc phòng. Như vậy, việc tàu chiến Trung Quốc cập cảng quốc tế Cam Ranh đã được chuẩn bị trước từ lâu. Nó phải thông qua sự thống nhất cấp chính phủ, Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng, chứ không phải là cứ muốn là Trung Quốc có thể đưa tàu tới Việt Nam. Sau khi được ta cho phép, tàu Trung Quốc mới có thể tiến vào vùng biển của ta và sau đó sẽ được ta giám sát trong quá trình cập cảng. Giao lưu giữa tàu chiến các nước là hoạt động bình thường, thế nên không có gì phải lo lắng hết. Quý vị thân mến, Việt Nam đã khéo léo thực hiện chính sách 4-0 bao gồm không tham gia liên minh quân sự, không liên kết với một nước chống lại nước khác, không cho nước ngoài đặt căn cứ quân sự trên lãnh thổ Việt Nam và không sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế. Chính sách này thể hiện sự thông minh trong việc duy trì tính độc lập và tự chủ của Việt Nam, không rơi vào vòng xoáy cạnh tranh quyền lực giữa các cường quốc. Bằng cách này, Việt Nam đã giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định và tránh được sự căng thẳng leo thang trong khu vực. Đồng thời, điều này cũng giúp Việt Nam tận dụng được cơ hội hợp tác với nhiều quốc gia trên thế giới, thúc đẩy phát triển kinh tế và an ninh quốc phòng.
Đây là một chiến lược khôn ngoan giúp đất nước vừa duy trì chủ quyền, vừa bảo đảm hòa bình khu vực. Quý vị thân mến, đây là sân bay Long Điền, một trong những căn cứ không quân gần Đài Loan nhất của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Hoa, PLA. Và đây là những chiếc máy bay chiến đấu J-6 thời Liên Xô. NATO còn gọi chúng là Farmer hay là Nông Dân. Mặc dù chúng là những chiếc máy bay phản lực ra đời từ những năm 1950, nhưng chúng ta đang không nói về thời kỳ chiến tranh lạnh, mà là đang nói về Trung Quốc ngày nay. Và đây không phải là những chiếc máy bay tiêm kích truyền thống đơn giản, mà là những chiếc máy bay không người lái tấn công hoàn chỉnh trong buồng lái không có phi công. Thứ duy nhất mà chúng ta có thể nhìn thấy từ bên ngoài, đó chính là ánh đèn nhấp nháy hắt ra từ hệ thống máy tính tự động. Cách đó 800 km về phía bắc, khoảng 300 chiếc J-6 đang xếp hàng trên đường băng của sân bay Lưu Sơn, và cách đó chỉ một vài km, hàng chục chiếc khác đang đậu bên ngoài một tòa nhà. Tại Saoư, câu trả lời ngắn gọn là đây đều là những cơ sở hoán cải, phi cơ sân bay Lưu Sơn là nơi cất giữ những chiếc máy bay phản lực chưa được hoán cải, và ngược lại, sân bay Long Điền là nơi chứa các máy bay sau khi đã hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp. Và thật trùng hợp là phần lớn các căn cứ này đều nằm rất gần Đài Loan. Phải chăng nó đóng một vai trò quan trọng trong kế hoạch tấn công hòn đảo này của Trung Quốc? Nếu quý vị khán giả có chung thắc mắc, vậy hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Như thường lệ, trước khi vào nội dung chính, quý vị hãy hào phóng tặng cho đội ngũ chương trình một nút thích ngay bên dưới video quý vị nhé! Những nút thích và bình luận của quý vị giống như một món quà vô giá để cổ vũ tinh thần làm việc của đội ngũ chương trình. Một lần nữa xin cảm ơn tình cảm của quý vị. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng đón xem. Từ góc nhìn của Bắc Kinh, những chiếc máy bay không người lái này có thể sẽ là phần mở màn của chiến dịch tấn công Đài Loan. Rất có thể, Trung Quốc sẽ sử dụng máy bay không người lái để làm mồi nhử đối với hệ thống phòng không của Đài Loan, hoặc dùng chúng cho các cuộc tấn công cảm tử hay là làm nhiệm vụ trinh sát do thám đầy rủi ro. Dù là dùng với mục đích gì, thì nó cũng mang lại lợi ích to lớn cho lực lượng quân đội Trung Quốc. Nhưng trước khi đi sâu vào vai trò của chúng, trước tiên, chúng ta hãy cùng xem những chiếc máy bay này có khả năng gì. J-6, về cơ bản, là bản sao của máy bay MiG-19 từ thời Liên Xô. Trong khi Liên Xô đã ngừng sản xuất mẫu máy bay này từ cuối những năm 1960, thì Trung Quốc vẫn tiếp tục chế tạo chúng cho đến giữa những năm 1980. Trong số hơn 3.000 chiếc được sản xuất, ước tính có khoảng 1.000 chiếc vẫn còn đang hoạt động. Và tính đến tháng 4 năm 2022, khoảng 600 máy bay phản lực J-6 đã được chuyển đổi và cải tạo thành máy bay chiến đấu không người lái, UCAV, nhưng con số thực tế có thể còn cao hơn. Một số nhà phân tích cho rằng Trung Quốc đã xây dựng các căn hầm để dùng làm kho chứa lâu dài cho những chiếc máy bay phản lực này. Những chiếc máy bay này có công nghệ cũ, lỗi thời, nhưng trên thực tế, với những nhiệm vụ mà nó đang đảm nhận thì nó cũng chẳng cần thiết phải hiện đại. Ngược lại, Trung Quốc đang tận dụng triệt để sự lỗi thời của nó. Sự đơn giản là một lợi thế quan trọng, vì không có người lái nên UCAV bỏ qua được một số khâu kiểm tra an toàn bắt buộc như kiểm tra thể trạng và sức khỏe của phi công, kiểm tra trạng thái thiết bị của cá nhân hay là kiểm tra quy trình khẩn cấp như trên các máy bay có người lái. Ngoài ra, chúng cũng có ít các động cơ chuyển động và điều khiển hơn, mà một khi đã giảm bớt được nhiều bộ phận thì nó cũng bớt phức tạp hơn, cho nên sẽ giảm được nhu cầu bảo trì và sửa chữa so với các loại máy bay tiên tiến. Ví dụ như là J-6 không có radar bên trong, chỉ được trang bị hai động cơ Lightning Wing 6A tương đối đơn giản từ những năm 1950. Mỗi động cơ tạo ra lực đẩy khoảng 25 kN. Điều này sẽ giúp cho J-6 đạt được tốc độ siêu thanh và mang theo tới 450 kg vũ khí trong phạm vi hoạt động 560 km. J-6 có thể mang theo nhiều loại vũ khí khác nhau như là tên lửa không đối không PL-5, bom phá hủy đường băng và tên lửa không điều khiển. Loại máy bay này cũng có thể được tái sử dụng cho các nhiệm vụ tình báo hay hoạt động trinh sát đầy rủi ro. Việc chuyển đổi máy bay chiến đấu truyền thống thành UCAV mang lại nhiều lợi ích. Các nhiệm vụ hoàn toàn là tự động hóa và được hỗ trợ bằng phần mềm chuyên dụng, giúp giảm nhu cầu về nhân lực vận hành. Liệu việc chuyển hóa những chiếc máy bay lỗi thời J-6 thành máy bay không người lái có phải là chiến lược thông minh phù hợp với xu hướng công nghệ hiện đại của quân đội Trung Quốc hay không? Quý vị nghĩ sao về chiến lược này? Hãy chia sẻ hiểu biết của mình xuống bên dưới phần bình luận nhé. Hơn nữa, những máy bay phản lực được chuyển đổi này vẫn giữ được tầm hoạt động, khả năng chuyên trở, khả năng cơ động và tốc độ như các máy bay có người lái, giúp chúng hoạt động hiệu quả và giảm thiểu nguy cơ thương vong như kênh đã nói ở trên. Lý do chính khiến những chiếc máy bay này được cho là một phần của cuộc tấn công Đài Loan trong tương lai là vì nơi chúng đang đậu phần lớn máy bay không người lái J-6 đang nằm tại các sân bay rất gần Đài Loan. Mặc dù phía Trung Quốc thì nói đây chỉ là các sân bay, nhưng rõ ràng là chúng giống các căn cứ quân sự hơn.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy, những chiếc máy bay không người lái này chủ yếu đồn trú tại hai căn cứ không quân quan trọng là Long Điền và Huệ An. Long Điền thì nằm cách Đài Bắc khoảng 240 km, trong khi Huệ An cách Cao Hùng, thành phố lớn thứ hai và là trung tâm hậu cần của Đài Loan, 290 km. Trước hết, phạm vi hoạt động của các máy bay này là trong khoảng hơn 560 km, tức là nếu từ Long Điền hoặc Huệ An mà phóng dây 6 đến Đài Bắc hoặc Cao Hùng, thì Trung Quốc không cần tiếp nhiên liệu trên không, cũng như chẳng cần quá quan tâm đến các vấn đề hậu cần phức tạp khác. Đây quả là một vị trí chiến lược phải không quý vị? Hơn nữa, nó còn tạo ra một mê hồn trận khiến cho quân đội Đài Loan bị mơ hồ và nhầm lẫn. Nếu các loại máy bay tiên tiến hơn như J-11 hay là J-20 xuất hiện, thì lực lượng phòng không Đài Loan chắc chắn sẽ đề cao cảnh giác ngay lập tức, nhưng J-6 thì khác. Nó hiện đang được sử dụng cho mục đích huấn luyện, nên rất có thể phía Đài Loan sẽ ít đề phòng hơn. Trung Quốc sẽ bố trí J-6 cạnh các máy bay phản lực có người lái. Như vậy, phía Đài Loan càng khó phân biệt được đâu là một cuộc tập trận huấn luyện và đâu là các hoạt động chiến đấu thực tế. Đứng trên góc độ của Bắc Kinh khi tiến hành tấn công Đài Loan, thì sẽ có hai mục đích chiến lược chính cần xem xét. Thứ nhất, UCAV có thể làm nhiễu hệ thống phòng thủ của Đài Loan. Những máy bay phản lực này có khả năng vận hành ở tốc độ âm thanh, cho phép chúng bay ở cự ly rất gần với các máy bay tiên tiến hơn. Như vậy thì nó sẽ thu hút được sự chú ý và tấn công từ máy bay đối thủ. Đồng thời, bằng cách bay xung quanh các máy bay tiên tiến hơn, nó cũng tạo ra sự nhầm lẫn trên radar của Đài Loan. Từ quan điểm của các chiến lược gia quân sự Trung Quốc, chiến lược mồi nhử này mang lại hai lợi ích chính. Một là làn sóng máy bay không người lái đầu tiên này sẽ thu hút hỏa lực từ hệ thống phòng không của Đài Loan, làm cạn kiệt đạn dược và lộ vị trí của các đơn vị phòng không Đài Loan. Thứ hai, UCAV J-6 có thể tiến hành các cuộc tấn công trực tiếp vào các mục tiêu có nguy cơ cao. Mặc dù đã lỗi thời về mặt công nghệ, nhưng với số lượng lớn lên tới hàng nghìn chiếc, như vậy thì Đài Loan cũng phải nhọc sức đối phó. Sử dụng chiến thuật bầy đàn này khá là lý tưởng đối với Trung Quốc. Máy bay không người lái sẽ xuyên thủng hệ thống phòng không của Đài Loan. Nó cũng có thể được sử dụng trực tiếp để tấn công các mục tiêu quan trọng trên đảo, không giống như các máy bay không người lái của Nga đang sử dụng trên đất Ukraine. Đó đều là những chiếc máy bay không người lái có kích thước nhỏ, nhưng J-6 của Trung Quốc thì khác. Nó là một chiếc máy bay chiến đấu thực thụ, chỉ là được hoán cải tạo sang thành UCAV mà thôi. Trọng tải của máy bay đủ khả năng để vận chuyển bom và các loại vũ khí khác, được sử dụng để chống lại các mục tiêu trọng yếu trên đất Đài Loan. Ngoài ra, còn một khía cạnh khác cũng cần được xem xét. Nó được gọi là chiến lược Vessel. Daniel, một nhà nghiên cứu quân sự Trung Quốc, đã phân tích trong một bài báo của Viện Hàng Không rằng những chiếc J-6 được cất giữ trong những chiếc hầm cực kỳ kiên cố và an toàn tại các căn cứ không quân, và nó không khác gì những cái tổ Vessel cả. Những chiếc J-6 sau nhiều năm nằm dưới hầm, giờ đây đã chui ra khỏi mặt đất và bắt đầu cất cánh cho một cuộc tấn công Đài Loan. Hình ảnh vệ tinh cho thấy, những chiếc J-6 thực sự đã sử dụng những cái tổ kiên cố này và cả hình ảnh của nó đang ra vào các cơ sở. Các hầm chứa kiên cố này bắt đầu được xây dựng từ những năm 2008, đặc biệt năm căn cứ không quân là Sán Đầu, Trương Châu, Huệ An, Long Điền và Thủy Môn, ước tính có tổng cộng 126 hầm chứa. Mặc dù đối với các máy bay hiện đại cỡ lớn thì một hầm chứa chỉ có thể chứa được một máy bay, nhưng điều đó có thể không đúng với J-6, máy bay hiện đại lớn hơn nhiều so với máy bay phản lực truyền thống. Ví dụ, J-11 có diện tích cánh gần gấp đôi J-6. Ngoài dự đoán rằng nếu mỗi hầm chứa có thể chứa được 3 máy bay không người lái, thì lực lượng Trung Quốc có thể bố trí khoảng 300 máy bay luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Sau khi đợt máy bay không người lái J-6 đầu tiên nhận được lệnh tổng tấn công, những hầm chứa này có thể được sử dụng để chứa các máy bay hiện đại để không bị hệ thống cảnh báo sớm của Mỹ và Đài Loan phát hiện. Thông thường, những chiếc máy bay chiến đấu hiện đại của Trung Quốc sẽ được đặt tại các sân bay của Bộ Tư lệnh Chiến khu Miền Đông nằm sâu trong đất liền như Vũ Di Sơn, Cù Châu và Nam Sương. Nhưng J-6 thì giống như những con ve sầu, nằm phục sẵn dưới lòng đất chỉ chờ thời cơ thích hợp là trồi lên. Theo quan điểm của các nhà hoạch định Trung Quốc, J-6 đóng vai trò là làn sóng công kích đầu tiên. Sau đó, các hầm chứa kiên cố sẽ được sử dụng cho các máy bay hiện đại hơn được bố trí trong các đợt tấn công tiếp theo. Sử dụng máy bay cũ để làm mồi nhử các hệ thống phòng không không phải là chiến thuật mà Trung Quốc mới nghĩ ra. Trên thực tế, chiến thuật này đã được sử dụng trong cuộc xung đột giữa Armenia và Azerbaijan, khi mà hai nước này tranh chấp vùng đất Nagorno-Karabakh. Azerbaijan đã cải tạo máy bay AN-2 từ những năm 1950 làm thành máy bay không người lái để nhờ lực lượng phòng không của Armenia. Tình hình trở nên trầm trọng hơn khi AN-2 còn được trang bị bom, khiến cho quân phòng thủ bắt buộc phải bắn hạ. Sau khi đã làm cho Armenia thấm mệt, Azerbaijan mới cho các máy bay chiến đấu hiện đại hơn xuất trận và sau đó dội đạn và tên lửa lên Armenia. Trước cuộc xung đột, thì Azerbaijan có khoảng 61 máy bay.
nhưng sau khi cuộc xung đột kết thúc thì người ta chỉ nhìn thấy 26 chiếc. Chiến lược này tỏ ra khá hiệu quả đối với Azerbaijan, giúp họ hoàn toàn đạt được mục tiêu đó là giành được quyền kiểm soát khu vực Nagorno-Karabakh. Việc Trung Quốc sử dụng máy bay truyền thống như J-6 trong một cuộc tấn công Đài Loan chắc chắn sẽ mang lại lợi thế cho Trung Quốc, đó là làm mồi nhử thu hút sự chú ý của lực lượng phòng không Đài Loan, hoặc là thậm chí thực hiện các cuộc tấn công trực tiếp vào Đài Bắc. Rõ ràng là chiến thuật này không chỉ mang tính lý thuyết, mà thực tế là nó đã được triển khai và cho thấy hiệu quả trên chiến trường. Do đó, Đài Loan nếu muốn giữ mạng thì cũng cần phải nghiên cứu và sớm tìm ra những phương pháp hóa giải. Quý vị thân mến, xung đột giữa Trung Quốc và Đài Loan đã kéo dài suốt nhiều thập kỷ, phát sinh từ mâu thuẫn về chủ quyền lãnh thổ sau khi hai bên tách ra vào cuối cuộc nội chiến Trung Quốc năm 1949. Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần không thể tách rời của lãnh thổ mình và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để thống nhất lại. Ngược lại, Đài Loan với chính phủ dân cử của mình đã phát triển một cách mạnh mẽ về danh tính riêng biệt và thường xuyên tìm kiếm sự công nhận quốc tế như một quốc gia độc lập. Vậy theo quý vị, chúng ta nên làm gì để thúc đẩy hòa bình và hiểu biết lẫn nhau giữa hai bên? Quý vị hãy chia sẻ suy nghĩ của mình xuống bên dưới phần bình luận nhé! Quý vị thân mến, liên quan tới tình hình khu vực Trung Đông những ngày qua, dường như bất chấp cảnh báo từ đồng minh, Israel đã phát động chiến dịch trên bộ tấn công thành phố Rafah, nơi tập trung đông người tị nạn ở phía nam dải Gaza sau khi các cuộc đàm phán về Hamas kết thúc trong vô vọng. Phản ứng trước điều này, ngày 8 tháng 5, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lần đầu tiên công khai cảnh báo Israel về việc Washington sẽ ngừng cung cấp vũ khí nếu như các lực lượng Israel tiến hành một cuộc xâm lược lớn nhằm vào Rafah. Quý vị thân mến, mới đây, Israel đã tiến hành tấn công bằng lục quân vào thành phố Rafah ở dải Gaza, dù các cuộc đàm phán với Hamas đã thất bại. Trước hành động này, Tổng thống Mỹ Joe Biden cảnh báo có thể ngừng cung cấp vũ khí cho Israel. Quý vị nghĩ sao về quyết định của Israel và phản ứng của Mỹ? Nếu quý vị khán giả có chung thắc mắc, vậy hãy cùng tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Như thường lệ, trước khi vào nội dung chính, quý vị hãy hào phóng tặng cho đội ngũ chương trình một nút thích ngay bên dưới video quý vị nhé! Những nút thích và bình luận của quý vị giống như một món quà vô giá để cổ vũ tinh thần làm việc của đội ngũ chương trình. Một lần nữa, xin cảm ơn tình cảm của quý vị. Còn bây giờ, xin mời quý vị cùng đón xem. Tất nhiên, bản tin sáng ngày hôm nay, ngày 10 tháng 5, chúng ta sẽ không nói về chủ đề Israel, mà là về những phản ứng của cộng đồng quốc tế đối với chiến dịch quân sự của Israel ở dải Gaza. Với Mỹ, với vị thế là nước lớn, là đồng minh chiến lược, là hầu bao của Israel, thì phản đối của họ có trọng lượng, gây ra nhiều áp lực lớn với Tel Aviv. Tuy nhiên, với những quốc gia có vị thế thấp hơn, việc chỉ trích mạnh mẽ Tel Aviv cũng như thực hiện các biện pháp ngoại giao quá tay có thể khiến họ phải trả giá. Ở đây chúng tôi muốn nói đến trường hợp của Colombia, một quốc gia Nam Mỹ có đường lối gay gắt với Tel Aviv. Tổng thống Colombia Gustavo Petro ngày 1 tháng 5 đã chỉ trích chiến dịch quân sự của Israel ở dải Gaza là hành vi diệt chủng và thông báo chấm dứt quan hệ với quốc gia này từ ngày 2 tháng 5. Chuyện có lẽ chỉ dừng lại ở một sự cố ngoại giao, tuy nhiên không biết Tổng thống Petro có đáng chí hay không khi tuyên bố của ông có thể dẫn đến hậu quả kinh hoàng với quân đội Colombia, cụ thể là không quân Colombia. Thiết lập quan hệ ngoại giao từ năm 1957, Colombia và Israel từng có quan hệ nồng thắm đến mức lực lượng vũ trang Colombia đặt lòng tin vào vô số công nghệ quân sự từ Israel. Nổi tiếng nhất là các thương vụ nhập khẩu mẫu tiêm kích đa năng, Kefir, do Israel sản xuất từ cuối thập niên 80. Cho đến nay, Kefir vẫn là mẫu tiêm kích số 1, đóng vai trò chủ lực trong không quân Colombia. Một ngày trước khi Tổng thống Petro công bố quyết định cắt quan hệ với Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Ivan Vaque tuyên bố nước này sẽ không ký thêm hợp đồng mới với Tel Aviv mà chỉ duy trì các hợp đồng cũ về bảo trì tiêm kích Kefir và thỏa thuận liên quan đến hệ thống tên lửa. Thế nhưng Colombia có lẽ không tính tới khả năng Israel có thể trừng phạt ngược lại quốc gia này khi chính phủ Tổng thống Petro đã dội cho họ một gáo nước lạnh. Bởi lẽ, quyết định cắt quan hệ ngoại giao, nếu được thực hiện đầy đủ sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới các hợp đồng quân sự, có thể khiến lực lượng không quân Colombia tê liệt vì không thể bảo trì, sửa chữa chiến đấu cơ. Để hiểu thêm về tình hình, cần biết sơ bộ về chương trình tiêm kích Kefir của Israel. Có lẽ với nhiều người, lâu nay chỉ nghe tới F-15, F-16, MiG-29, Su-27 hay Su-30 thì Kefir là một cái tên lạ hoắc, vô danh tiểu tốt, chẳng nghe bao giờ. Liệu quan hệ với Israel có thể khiến Colombia mất khả năng bảo trì tiêm kích Kefir?
liệu chính phủ có lường trước nguy cơ này? Quý vị hãy dừng lại ít phút để chia sẻ hiểu biết của mình xuống bên dưới phần bình luận nhé. Tuy nhiên, nếu như chúng ta thường quan tâm tới công nghệ quân sự Israel thì chắc sẽ nghe tới CAFI ít nhất một lần. Đó là một trong những thành tựu nổi bật, đáng để đề cao của công nghiệp quốc phòng Israel. Đây là một điều thần kỳ trên thế giới. Cần nhớ rằng Israel lập quốc vào năm 1948. Thế mà vào tháng 6 năm 1973, tiêm kích đa năng CAFI do công ty công nghiệp máy bay Israel phát triển đã cất cánh thành công lần đầu tiên. Một điều hiếm thấy đối với các nền công nghiệp quốc phòng mới nổi trên thế giới. Họ chỉ mất có 25 năm từ khi lập quốc tới khi cất cánh chiếc chiến đấu cơ nội địa của mình. Thực ra, danh hiệu máy bay chiến đấu đầu tiên do Israel sản xuất phải thuộc về chiếc IANET, một phiên bản sản xuất không phép của Israel dựa trên mẫu tiêm kích Mirage-5 của Pháp. Đúng ra, theo đề nghị từ Tel Aviv vào giữa thập niên 60, Pháp phát triển một phiên bản cải tiến Mi-5 dành cho riêng Israel. Tuy nhiên, do mâu thuẫn từ cuộc chiến tranh 6 ngày năm 1967, Pháp đã đình chỉ việc chuyển giao tiêm kích Mirage-5 cũng như cắt hỗ trợ phi đội Mirage-3 CG. Tức giận vì bị lật lọng, Israel đã tự khởi động chương trình sản xuất tiêm kích với bộ bản vẽ hoàn chỉnh và thông tin chi tiết về máy bay trước khi bị cấm vận. Theo một số nguồn tin, bất chấp quan điểm của chính phủ, tập đoàn Da Aviation của Pháp đã kín đáo cung cấp các linh kiện khung máy bay Mi-5 cho Israel, chỉ thiếu vũ khí, thiết bị điện tử, ghế phóng và động cơ. Trên cơ sở này, Israel đã tự tay lắp ráp Mirage-5 với cái tên Nes, trang bị hệ thống điện tử hàng không do Israel sản xuất, ghế phóng Martin Baker của Anh, tên lửa tầm nhiệt xe của Israel. Về động cơ, họ đã thông qua một công ty ở Thụy Sĩ, đơn vị sản xuất động cơ cho MiG của Pháp, qua đó nhập các linh kiện cũng như tài liệu kỹ thuật rồi sao chép hoàn toàn việc sản xuất tại Israel. Nói có mấy câu nhưng quả thật là giỏi thật sự. Cứ cho là có cái khung máy bay, nhưng việc lắp ráp, sản xuất động cơ hàng không rồi quá trình thử nghiệm, mọi thứ đều phải tự làm mà họ làm được thì giỏi thật. Không nhiều quốc gia làm được điều này. Tính đến nay, chắc chỉ có Israel và Trung Quốc là chế tạo được chiến đấu cơ bằng phương pháp không đầy đủ như vậy. Tất nhiên, việc phải hoàn thiện Nes trong một điều kiện như vậy khiến hiệu suất máy bay không được như ý. Theo như các báo cáo, hệ thống điện tử của Nes chỉ tương đương Mi-3C, kém cơ động hơn một chút dù tầm bay xa hơn, tải trọng lớn hơn. Dẫu vậy, nhờ bàn tay vàng của các phi công Israel, Nes vẫn ghi được 100 chiến thắng trong cuộc chiến tranh Yom Kippur năm 1973 với tổn thất chỉ 15 chiếc trong năm 1974. Việc sản xuất Nes bị đình chỉ để chuyển sang chương trình CAFI với việc cập nhật một số công nghệ cốt lõi từ Mỹ, đem lại hiệu suất chiến đấu cao hơn. Theo đó, mẫu động cơ nguyên bản ATA-09 của Pháp được thay thế bằng động cơ phản lực J-79 của Mỹ, vốn được trang bị trên mẫu F-4 Phantom 2. Để phù hợp với động cơ mới, khung thân CAFI vốn hoàn toàn dựa trên Nes được mở rộng một chút ở bộ phận cửa hút không khí, nhưng thân sau được rút ngắn lại. Nguyên mẫu CAFI cất cánh lần đầu tiên vào tháng 6 năm 1973, chính thức đi vào phục vụ trong không quân Israel từ năm 1975. Mẫu máy bay có chiều dài 15,65m, sải cánh 8,22m, cao 4,55m, trọng lượng rỗng 7,4 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa 16,5 tấn. Với một động cơ J-79GE, nó đạt tốc độ tối đa 2.440 km/h, tầm bay chiến đấu 670-1.000 km, tùy vào tải trọng, chân bay 17.680m, tốc độ leo cao 233m/s. Tải trọng vũ khí của CAFI lên tới 9,39 tấn với 9 điểm treo, cho phép trang bị tới 4 tên lửa không đối không tầm nhiệt AIM-9 hoặc Python, cùng với các loại bom hàng không do Mỹ và Israel sản xuất. Phiên bản đầu tiên chỉ được trang bị mẫu radar đo cự Disung LM-2001B và hệ thống điện tử hàng không đơn giản. Vào thời điểm trang bị, chiến sự ở Trung Đông đã bị nguội bớt, vì vậy cũng có nhiều đất diễn cho CAFI. Nó lập được chiến công đầu tiên và cũng là duy nhất vào ngày 27 tháng 6 năm 1979, bắn hạ một chiếc MiG-21 của Syria. Vào giữa thập niên 90, CAFI được rút khỏi biên chế quân đội Israel. Điều đáng nói, CAFI tuy không quá nổi bật về chiến công so với Nes, nhưng lại nổi bật về sự thành công trên thị trường xuất khẩu khi có tới 4 quốc gia mua loại máy bay vốn ít tên tuổi này, bao gồm Colombia, Ecuador, Sri Lanka và Mỹ.
Thậm chí từng có lời đồn về việc Israel từng chào hàng phiên bản hiện đại hóa Caffi Block 60 với không quân Việt Nam với giá chỉ 20 triệu đô la một chiếc. Mẫu nâng cấp Block 60 này được coi là tiệm cận tiêm kích thế hệ 4 với việc trang bị công nghệ radar mạng pha chủ động LM-2052 có thể theo dõi tới 64 mục tiêu, tích hợp tên lửa không đối không chủ động Debye cũng như tên lửa tầm nhiệt hiện đại nhất Python 5 của Israel. Quý vị có cùng thắc mắc rằng Caffi không quá nổi bật về chiến công nhưng lại có sự thành công lớn trên thị trường xuất khẩu. Điều gì đã giúp mẫu máy bay này thu hút sự chú ý của nhiều quốc gia? Hãy viết ý kiến của quý vị xuống bên dưới phần bình luận nhé! Tuy nhiên, trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi chỉ muốn tập trung vào vị khách sộp của Caffi, đó là không quân Colombia. Colombia sở hữu một chiếc Caffi đầu tiên trong giai đoạn 1989-1990, với số lượng 12 chiếc Caffi C2 đã qua sử dụng. Chúng sau đó được sử dụng cho vai trò tự phỉ với hơn 20 năm hoạt động đáng tin cậy. Tháng 2 năm 2008, Colombia ký mua thêm 24 chiếc Caffi đã qua sử dụng nhưng vẫn còn thời hạn sử dụng. Trong quá trình sử dụng, một chiếc gặp sự cố và rơi vào ngày 20 tháng 7 năm 2009. Tính đến năm 2017, IA Caffi của Colombia đã được cập nhật lên phiên bản nâng cấp Caffi C10 với việc hiện đại hóa buồng lái bằng các màn hình tinh thể lỏng cũng như trang bị radar điều khiển hỏa lực LM-2032. Nghe đâu, bằng nhiều cách khác nhau, Caffi C10 từng được thử nghiệm với tiêm kích Su-30 của Nga, qua đó mẫu radar LM-2032 tỏ ra vượt trội trong khả năng giao tranh trực diện. Nhờ gói nâng cấp này, 23 chiếc Caffi vẫn đóng vai trò là mẫu tiêm kích số 1 của lực lượng hàng không vũ trụ Colombia tính đến tháng 5 năm 2024. Tất nhiên, ngoài Caffi, họ còn có 23 chiếc máy bay cường kích cánh quạt MB-314, 12 chiếc cường kích phản lực cận âm A-37. Vì vậy, lực lượng bảo vệ không phận quốc gia có diện tích lớn thứ tư ở Nam Mỹ, lên tới 1,114 triệu km2, hoàn toàn phụ thuộc vào đội bay tiêm kích Caffi do Israel sản xuất. Đây không phải là một vấn đề đơn giản. Đại tướng Willow Leon, nguyên tư lệnh không quân Colombia, cảnh báo năng lực quân sự của nước này sẽ bị ảnh hưởng nếu chính quyền Tổng thống Petro phá vỡ hợp đồng đang có hoặc từ chối ký mới. Tới cuối năm nay, phụ tùng cạn kiệt và công tác bảo trì sẽ chấm dứt. Phi đội tiêm kích của chúng tôi sẽ nhanh chóng rơi vào tình trạng không đủ vật tư để duy trì hoạt động. 3 tiêm kích trong số này sẽ bị loại biên năm nay do hết tuổi bay. Như vậy, nếu các thông tin của Đại tướng Leon là chính xác, thì chính phủ Colombia đã tự tay đào mồ chôn phi đội 23 tiêm kích Caffi C10 của không quân nước này, trong khi không có phương án thay thế. Mặc dù Caffi được thiết kế dựa trên Mirage 5 của Pháp, nhưng với việc mọi công nghệ trên máy bay đã được thay đổi, thì người Pháp cũng bó tay với mẫu tiêm kích độc quyền từ Israel. Quả đúng là không có cái dại nào bằng cái dại này. Ở đây, ai đó có thể nói rằng hành động của Colombia là chính xác khi dựa vào Israel. Thế nhưng nếu đặt trên quan điểm chính trị, lợi ích quốc gia thì đó lại là sai. Chưa nói tới việc Colombia không phải là không có mối đe dọa. Họ có quan hệ ngoại giao căng thẳng với Venezuela từ năm 2019 khi chính quyền Caracas tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao sau khi Colombia hỗ trợ phe đối lập tuồn hàng viện trợ của Mỹ vào quốc gia này. Sự việc căng thẳng tới mức đụng độ đã nổ ra ở biên giới hai quốc gia này. Tuy sau đó đã được giải quyết, nhưng quan hệ hai nước láng giềng đã bị sứt mẻ nghiêm trọng. Dù cho nền kinh tế gặp khủng hoảng, nhưng nhờ sự hỗ trợ từ Nga, 21 chiếc tiêm kích Su-30 MK2 của Venezuela vẫn được bảo toàn. Trong khi đó, nếu Israel làm căng, Colombia có nguy cơ mất tiêm kích chủ lực vào cuối năm nay. Đúng là chính phủ với quân đội thiếu sự hiệp đồng là rất nguy hiểm. Quý vị thân mến, vừa rồi là những phân tích của kênh. Nếu quý vị đồng ý với những phân tích trên của kênh, quý vị hãy để lại bình luận phím số 5 và để lại phím số 0 với ý kiến không đồng ý nhé. Cảm ơn quý vị đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Thay mặt đội ngũ kênh Thầy Thắng Công Chức, từ tận đáy lòng, ban biên tập chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Quý vị đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ và theo dõi mỗi ngày nhé. Bây giờ mời quý vị xem thêm những video hay nhất của kênh đang được hiển thị trên màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị ở video lần sau.